Xin chào quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm các video clip đồ gỗ mới nhất. Hôm nay buổi sáng ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành tiếp tục dựng mộc bộ hoành phi câu đối của khách hàng tại Thủy Nguyên Hải Phòng. Gia đình anh Thủy đã đặt hàng online và đặt hàng trực tiếp qua Zalo 0986883349 một bộ hoành phi câu đối phẳng đầu vuông gỗ gụ đây là chất liệu gỗ vụ Lào. ở gia đình anh cũng đã theo dõi các cái nền tảng của chúng tôi, fanpage Facebook, YouTube, TikTok và Zalo. gia đình anh quyết định đặt hàng online bộ hoành phi cầu đối gỗ vụ, vụ và chúng ta cùng đi vào thông số đường nét chi tiết của bộ gia đình anh Thủy. ở chúng tôi cập nhật luôn trong video để cho quý khách trên toàn quốc được tham khảo. ở đầu tiên chúng ta cùng đi vào cái thông số của bức hoành phi. Bức hoành phi này hay còn gọi là đại tự có hình chữ nhật. Chiều dài là 1 m bảy thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng trong thước phong thủy số đỏ thước lỗ ban ấy. chiều rộng là 67 thuộc cung Đăng Khoa khung tranh bao bọc bên ngoài tấm ván có độ dày là 7 phân bản rộng là 10 à, tấm ván bên trong điêu khắc nội dung Đức Lưu Quang đọc từ vế phải sang về quy tắc đọc chữ Hà Nô trên nền tấm ván dày 3 phân, đều khắc nổi 1.3cm. Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt và khi hoàn thiện sơn son thép vàng hay là thép vàng PU thì sẽ được thiếp điểm các cái chữ Hán Nôm và phụ đề. Còn nếu sơn son thép vàng thì sẽ được hoàn thiện sơn màu đỏ và toàn bộ phần khung đó là màu vàng và công nghiệp. Xung quanh tấm ván này có chữ công chạy rất là đẹp chạy diễu đều xung quanh phần tấm ván Và tấm ván này đều có gân Mỗi phần gân là một phân rưỡi Để cho quý khách yên tâm Và phía sau bước hoành phi có 3 chiếc thang én Giữ cho chống cong vinh Khi thời tiết thay đổi Nắng nóng ở mưa nhiều như ở Việt Nam chúng ta Bước hoành phi dài 1m97 rộng 67 Ván dày 3 phân Và tiếp theo đến phần câu đối Đây là câu đối phẳng đầu vuông có kích thước dài 1m97, chiều rộng là 28 phân, tức là 28cm, chiều dày là 4cm đủ. Đây là bản đủ. còn có nhiều cơ sở họ làm bản thiếu thì chỉ có 26, 27, chúng tôi làm là 28 theo với yêu cầu của quý khách hàng. Và mặt hàng này thì lúc nào chúng tôi cũng đang có sẵn từ 5 tới 10 bộ, nên là quý khách có thể yên tâm về chất lượng, uh, chất lượng hàng và cũng như hàng mặt hàng có sẵn và khi đi mua thì quý khách nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi nội dung cô đối với phải là tổ tông công đức thiên niên thịnh phía dưới được điêu khắc kỳ lân và phía trên là phượng hoàng đối với vế trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh tử ở đây nói là con cháu con cháu có hiếu có thảo thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý về nội dung hoành phi câu đối là gian dạy con cháu đời sau phải biết ơn nhớ đến những công lao của những người đã đi trước thế hệ ông bà tổ tiên đã để lại nhiều cái công đức lớn lao phần diềm của câu đối này được thiết kế là bầu rượu túi thơ sen kẽ là gấm hoa chanh ở phần diềm còn bên trong là nền trơn không chặt gấm tùy theo yêu cầu của khách hàng đây là chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình anh thủy tại thủy nguyên hải phòng Câu đối dài 1m97 Rộng 28 giày 4 phân à, Quý khách nào cần à, Tư vấn hay là mua hoành phi câu đối Hay là thay đổi nội dung Để thờ ra tiên hoặc là cúng tiến cho đình đền miếu mạo Thì liên hệ ngay tới Đồ gỗ hiền lanh qua hai số hotline 0986 883349 Hoặc 0985 226684 Chúng tôi tại làng nghề La Xuyên Xã Yên Ninh Huyện Yên tỉnh Nam Định Chúng tôi đang cập nhật qua các cái nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube đều lấy tên là đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể truy cập vào ba cái nền tảng này có thể theo dõi được trực tiếp chúng tôi. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái bộ chấp kích binh khí cho đèn to phủ lớn trên toàn quốc. Video đang được quay trực tiếp tại đồ gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên tỉnh Nam Định. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất hoành phi câu đối trực tiếp không qua trung gian bán buôn bán lẻ tới các tỉnh trên toàn Việt Nam và vận chuyển hàng lắp đặt cho quý khách tiêu dùng tại nhà. Quý khách chỉ cần liên hệ qua Zalo 0986883349, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho quý khách về cả quy trình bảo hành sản phẩm.